toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị thân mến, trải qua rất nhiều số phát sóng của chương trình, chúng tôi đã tìm được rất nhiều đội bước vào vòng tứ kết. Và quý vị đã thấy tuần vừa rồi, một sự ngoạn mục đã xảy ra với đội của Quỳnh Lập, mang về 80 triệu đồng ở vòng đặc biệt. Ngày hôm nay sẽ có hai đội chơi xuất hiện rất thông minh, rất xinh đẹp, rất tài năng, duyên dáng vô cùng của showbiz. Vậy luôn hả? Vậy là đỉnh không đỉnh rồi. Đỉnh của đỉnh. Ồ. Và kính thưa quý vị, để làm nên một chương trình hay như thế này, rất nhiều con người đã góp công sức vào. Và có một sự đồng hành mà chúng tôi vô cùng cảm ơn, đó là Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Và bây giờ Hanh sẽ xin giới thiệu đội A, đó là Thúy Ngân, Piu Piu và Angela Phương Trinh. Wow, hai cô gái rất đẹp. Hôm nay Piu Piu ăn mặc cũng rất là chỉnh chu. Hôm nay là có hẹn mặc đồ chung đó anh chị. Nhưng mà sai hết rồi. Bây giờ các bạn có lời nào để nói với chương trình sau khi đã tham gia cái vòng loại và hôm nay bước vào vòng trong, tự tin như thế nào và mang về tiền thưởng như thế nào? Game nó là dễ. Dễ. Thằng game quá dễ hả? Chính xác. Chính xác. Hôm nay là anh Piu Piu với lại Trinh gánh team đó anh. Dễ hả? Còn mình là đi. Con. Em đứng coi thôi, em cổ vũ. Không, nếu coi thì chúng tôi mời người khác đi về. Đứng coi thì vô đây đứng chị. Mời vào vị trí. À. Và bây giờ một đội nữa xuất hiện cũng không kém phần đẹp. Mâu Thủy, Kiều Minh Tuấn và Phí Phương Anh. Đẹp luôn. Hôm nay Mâu Thủy tại sao lại là mang một cái mắt kính mà trái tim vậy? Tại vì mình muốn gửi cái tình cảm này đến chương trình á. Bởi vì đã cho Thủy vào bán kết nên là rất là... Chưa em, bán kết thì quan trọng thi nữa. Thủy nữa mà tứ kết hả? Này tứ kết hả? Không em vô mà. Không em vô mà. Vô thiệt mà. Vô mà. Vô thì em vô mà. Em góp mặt thôi chứ em biết là em vô rồi. Đúng rồi. Vô mà em. Vô. Vô mà. Mời vào vị trí B. Hôm nay xét về mặt bằng ngoại hình và sự thông minh toát lên thần thái bên ngoài là đều như nhau. Đều như nhau. Hãy cử ra người giỏi nhất để khởi đầu cho thuận lợi. Anh Piu. Trinh. Trinh Lady Trinh. Em gánh tim mà Trinh. Lấy tiền đổ đi chơi em. Em sẽ là Phương Trinh và ai nhờ? Ai? Chị hả? Thôi em lên luôn đi. Ai sẽ người lên ghế trước và ai người vào bên trong? Chị lên trước đi. Chị lên trước hả? Lên trước đi. Em hồi hộp quá à. Em hồi hộp quá em lên trước không được đâu. Quán tù xì. 3, 2, vô. Thắng của người quyết định. Chị lên trước. Ok. Xin mời. Cùng bao Mỹ nhanh như chớp. Bắt đầu. Em không phải đường xích đạo, nhưng ai cũng nói em nóng. Vậy em là đường gì? Em là... đường huyết. Đường huyết. Không biết nói đại. Là sao? À, nói đại, không chính xác. Đường cơ thể. Đường dây nóng là bán chính xác. Đường dây nóng hả? Hotline. Không nhìn thấy được bằng mắt, nhưng bắt được bằng tay. Không nhìn thấy được bằng mắt, nhưng bắt được bằng tay. Gáy. Cái gáy của mình. Không, chính xác. Bắt gì à? Bắt gió. Trứng gì mọc trên cây? Trứng gì? Trứng cá. Chính xác. Đúng rồi. Dễ.
dễ không? Thông minh quá à. Trái gì mà không ai thích? Trái trái thận. Không. Trái gì mà không ai thích hả? Trái trái gì mà không ai thích trời. Trái trái bi đao. Trái bi đao. Không chính xác. Trái ngàn. Trái gió trở trời được không anh? Trái gió trở trời cũng được. Thời xưa nước nào mà tên của nó có tổng số bằng 7? Thời xưa có nước nào tổng tên của nó một số bằng 7? Nhất, nhất nhị, nhất nhị, tam, tứ. Na Uy, nó đại á, không biết. Không chính xác. Cái gì nhờ? Khó. Đất nước của những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Ba Tư. Nước gì? Ba nước. Tư. Ba Tư chính xác. Vải gì không dùng để may đồ? Trái vải. Trái vải chính xác. Vải thiều. Vải thiều là trái vải đó. Bánh gì lạnh lẽo vô cùng? Đối chữ nha, đối chữ nha. Bánh gì lạnh lẽo? Bánh bánh đa là đá banh. Bánh gì lạnh lẽo vô cùng mà. Đại đi hết giờ. Từ từ. Bánh đa. Bánh đa là đá banh không phải. Bánh đa. Bánh đa không chính xác. Bánh nằm, bánh trôi nước. Bánh cống. Ủa mà bánh cống là bánh gì? Bánh cống là bánh gì? Em chưa biết. Trời ơi, nó dạng giống như là bánh xèo á, nhưng mà để trong cái cống á. Ủa? Chưa lên được câu nào? Sai nè. Có đậu bánh cống, đây là đối chữ. Bánh cống là loại bánh của miền Tây. Đó, mà hình tròn. Thì cần thơ hay ăn á. Ở trong có tôm, có bột. Bánh cống, cái chữ cống là lạnh cống. Em chưa bao giờ biết bánh cống luôn. Trời mưa ăn gì thì ngon? Trời mưa ăn gì thì ngon? Trời mưa ăn cháo. Em nói đại đó. Không chính xác. Trời mưa ăn gì ngon nữa. Trời mưa ăn gì cũng được, miễn thấy ngon là ngon. Em nói ăn cháo cũng được mà. Mình quên cái còn đố kiểu này. Bà Phương sống ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi bà ấy sống ở phường mấy? Gọi điện thoại hỏi bà. Bà ấy sống ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phương sống ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi bà ấy sống ở phường mấy? Bà muốn sống phường mấy cũng được. Không chính xác. Đây là câu đối chữ. Bà Phương là phường 3. Chính xác. Wow. Tuấn, em đây nè. Mình có thể nhìn nhau, mình nói chuyện với nhau bằng ánh mắt, anh hiểu không? Nói đối chữ anh mới nhớ ra thôi. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Mẹ già như chuối chấm chấm. Như xôi nếp mặt, như đường chấm chấm. Mẹ già như chuối chín cây. Tiếp tục. Như xôi nếp mặt, như đường chấm chao. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lâu. Như vậy là Mau Thủy rất xuất sắc. Không có sự liên tiếp, một câu duy nhất. Một câu duy nhất. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Angela Phương Trình. Một câu. Em không tin. Thiệt. Thiệt mà, không, có câu không à. Dấu đáp án đó, cho nên em cứ thi thoải mái đi. Dạ. Dù sao cũng thua à. Câu à. Cái hai câu, hai câu là đội mình một câu. Anh nghĩ là em làm được. Dạ, em sẽ cố gắng. Mời dạ. Ghế. Em nghe anh Piu nói chúng ta là khó lắm. Xe là phương trên, ở trong phòng chờ em có bị hồi hộp không? Em tim vẫn đập, sao kỳ vậy ta? Sao vòng mồi em không hồi hộp và vòng mai em lại hồi hộp? Ồ, bé dễ thương quá, tim em vẫn đập. Angela Phương Trình đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Em không phải đường xích đạo, nhưng ai cũng nói em nóng. Vậy em là đường gì? Em là đường nóng. Đường dây nóng. Xin xác. Hay. Sao em biết vậy ta? Em nghĩ là đường gì mà nóng, chỉ có đường dây nóng thôi, đơn giản thôi đúng không ạ? Hay. Không nhìn thấy được bằng mắt, nhưng bắt được bằng tay. Mắt mà không thấy nhưng bắt được bằng tay là cái gì trời? Khó chứ bộ ha. Mắt cái này, cái câu này bằng tay là khó quá. Bắt được bằng tay cái này khó, câu này khó. Nhắc chẳng biết nhắc như thế nào. Nhắc được nhưng mà không dám nhắc, kỳ lắm. Bắt được bằng mắt nhưng bắt được bằng tay. Đúng rồi. Suy nghĩ đi em, suy nghĩ đi. Cái gáy. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Thật không chứ sao? Chết em rồi. Đáp án là gió, bắt gió. Câu hỏi tiếp theo. Trứng gì mọc trên cây?
À, trứng cá. Chính xác. Trời hay quá. Trái gì mà không ai thích? Trái khoai, trái cấm chứ không phải. Không trái, phải trái cấm. Trái gì mà cấm. Không ai thích là gì đấy? Đâu em bảo là không phải trái cấm. Đừng. Ở đây có MC mà rồi. Mà Biu thích cái đó. Trời sao khó quá nhờ. Có suy nghĩ đi. Đúng, 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 đúng không phải được thôi là. Suy nghĩ đi. Trái để em nó suy nghĩ đi em. Trái ngang hả? Suy nghĩ nhiều vô. Thời xưa nước nào mà tên nó có tổng số bằng 7? Tứ. À không thôi em nói đại ra nước 4. Em gì đâu. Ai em đã để em chờ có trả lời. Nước 34. Nước 34. Không, không. Đó. Ủa phải không? Đó. Nước 34. Đó. Chị ơi. Vậy là trả lời là nước 34 dạ. À? Cho trả lời của em nước 34. Đáp án của anh Tên là Phương Trinh là đốt, đốt, đốt. Câu hỏi tiếp theo. Vải gì không dùng để may đồ? Vải gì đây? Trái này em rất thích ăn đó chính là vải thiều. Chính xác. Bánh gì lạnh lẽo vô cùng? Bánh cống. Chính xác. Hay quá. Đồ ăn là em biết. Câu hỏi tiếp theo. Trời mưa ăn gì thì ngon? Trời mưa ăn trời mưa thì ăn cái gì cũng ngon. Tại trời mưa sẽ đói mà em nghĩ vậy á. Bà Phương sống ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi bà ấy sống ở phường mấy? Sống ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thì phường là phường Phú Nhuận, phường ba, bà Phương, phường 3. Chết xác. Số 7 rồi kìa. Trời ơi, hay quá nữa cứ lên em ơi. Mình trời ơi. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Mẹ già như chuối chấm chấm chấm. Như xôi nếp mật, như đường chấm chấm. Mẹ già như chuối chín cây. Chấm chấm. Như xôi nếp mật, như đường như đường nếp hang. Nói luôn á. Mình chắc là không phải luôn anh mới nói. Dạ như như đường mía lao. Như xôi nếp mật, như đường như vậy là Angela Phương Trinh đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu.